Đây giờ mình có một cái object như này. Đây như vậy anh đang bởi đây là OPG 2 bằng OPG. Rồi mình sẽ OPG 2 chấm S không chấm một thuộc tính khác đi. Thì khi mà mình có số log này OPG 2 bằng bằng OPG thì kết quả sẽ ra là gì nha. Thì mọi người có thể thấy đây, đầu tiên là mình khai báo một cái OPG được chưa. Cái tiếp theo là mình sẽ cái OPG 2 bằng OPG 1, có nghĩa là mình sẽ lấy địa chỉ ô nhớ của thằng này quẳng vào thằng OPG 2, thấy chưa. Lúc này thằng OPG 2 và thằng OPG nó trỏ đến cùng một biến, cùng một biến nó chính là thằng này, cái giá trị này, được chưa. Thì khi mà mình thay đổi thằng OPG 2 thì có phải là kéo theo cả thằng này cũng thay đổi không, vì nó trỏ đến cùng một chỗ, được chưa. Thế thôi, thì khi mà mình in ra thì nó sẽ đi in là vẫn là true thôi. Ba chấm nó cũng được, ba chấm thì cũng được, ba chấm thì nó làm gán cái giá trị vào một cái object thôi. Chu nhá, thấy chưa? Còn cái hàm sao chép là gì? Object chấm dai, và trong đây mình phải cho một object rỗng và mình sẽ quẳng thằng object vào đây. Biết tại sao thằng quẳng object rỗng không? Thứ nhất là để cho thằng biết thằng object 2 là một object. Cái thứ hai là mình sẽ tạo một địa chỉ ô nhớ khác với thằng object, được chưa. Còn nếu mà một người vẫn quẳng vào không như này thì nó vẫn chỉ đơn giản là nó trỏ đến cùng một biến thôi, thì hai cái thằng này bằng nhau, được chưa, giống với các lệnh vừa nãy. Còn phải cho nhận, đúng rồi, thì khi mà mình để như này thì mình chỉ sao chép cái dữ liệu của thằng obj quẳng với thằng object rỗng, thì lúc này hai thằng này nó đang ở hai địa chỉ khác nhau. Đấy á, mày nói từ từ xem. Thế này à? Rồi sao nữa? Đấy hả? Thì nó khác gì cái vừa nãy không em? Hả? Xóa cái này đi. Để như này. Rồi, để nha. Chữ thử xem vẫn là chú không được. Cái OBJ nó chỉ là cái sao chép thôi mà, nó sao chép một cái object vào một object khác, thì lúc này em quẳng cộng cái đơn giản là em đang gán lại giá trị của thằng object thứ hai thôi, được chưa. Đây là gán lại giá trị ban đầu, giá trị ban đầu em gán là một object rỗng. Còn em mà gán như này thì có nghĩa là em gán cái giá, thay vì object rỗng em sẽ gán nó thành một cái giá trị mới này như này. Nó không khác gì là em khai báo biến sum bằng không và em lấy sum bằng a cộng b chẳng hạn, được chưa. Thì nó không khác gì cái câu lệnh này cả. Em đây là em làm đang là gán lại cái kiểu giá trị của cái thằng object thôi. Rồi thôi, đây còn một trường hợp nữa, một cái điều này mà mọi người function ấy, cái điều anh em phải nhớ nhá, đó chính là cách khai báo function. Thì nhờ có mấy cách khai báo function nhá, ba cách ở đâu, một tên nó chỉ là một cái kiểu khác thôi em. Phải nói thế là anh hơi chán đấy bạn.
Rồi, và một cái function không tên. Anonymous nha. Anon đây, rồi và function như này đúng không? Rồi thì điểm khác biệt giữa hai thằng này là gì? Theo mọi người hai điểm khác biệt giữa hai thằng này là gì? Hoạt động của thằng này không? Đầu tiên là thằng này nó có thể gọi ở bất kỳ đâu ở trong cái file này, được chưa? Ở bất kỳ vị trí nào mà không cần phải khai báo trước, được chưa? Kể cả mọi người quảng cái function nó tí tận số dòng từ 2000 đến mới, nhưng mọi người dòng gọi dòng thứ một thì vẫn được. Còn cái thằng này đơn giản là mọi người đang khai báo một biến, được chưa? Biến thì sao? Biến thì mọi người phải khai báo trước mới dùng được. Do vậy phạm vi của nó là phải khai báo dưới thằng này, dọn gọi thằng này, dưới thằng này thì mới gọi được. Tại vì nó là biến mà. Biến thì phải được khai báo thì mới sử dụng được. Được chưa? Thế thôi. Và ở đây mình sẽ có một cái gọi là gì sau. Mình có một cái pha number bằng 1. Điều gì sẽ xảy ra khi mình để number công cộng như đây? Và có số lock. Mình sẽ chạy add trước nha. Mình sẽ có số lock number. Thì theo mọi người kết quả lần ra là gì? Đáp án chính xác. Những điều gì sẽ xảy ra khi mà mình để number ở đây? Một. Tại vì cái này là gì? Cái này tham số, thằng này number ấy, nó không phải là lấy biến global nữa, mà nó sẽ là cái tham số đầu vào này. Được chưa? Rồi có một cái nữa. Thằng này mới là thằng nguy hiểm này. Đó chính là thằng object. Mình sẽ cho ở đây là obj.name. Mình sẽ còn thằng obj là thằng này. Mình sẽ cho obj vào đây. Thì theo mọi người khi mà mình có số lock ra thì obj bằng gì? Khi mà mình làm như này thì khi mà mình chạy function này thì nó phải chuyển obj vào không? Chuyển thằng này vào trong đây đúng không? Thì thằng này nó sẽ gắn thêm được cái giá trị này, và khi mình in ra thì nó sẽ là thêm cái giá trị này vào trong object. Xong. Nhưng nếu mà mình cho với number chẳng hạn nhé, xem number thì nó sẽ hiện tự xảy ra nhé. Obj cộng cộng. Rồi. Xem hiện tự xảy ra. Ủa tại sao thằng này nó không vui, không đen? Rồi chạy thử. Vẫn là mùa thôi. Tại vì thằng object nó là cái trường hợp đặc biệt, mình có thể thay đổi gán lại giá trị cho nó. Còn thằng này nó đơn giản, nó chỉ là chạy trong đây thôi. Và view hoạt động của nó trong đây. Thấy chưa? Return thì nó lại khác. Return là mình gán cái giá trị của nó vào trong cái function thôi. Nó có thể gán lại object thì đơn giản là nó có thể gán lại cái giá trị. Còn cái đơn giản là cái biến này thì anh chạy trong đây đúng không?
thì cái phạm vi hoạt động của biển nó chỉ trong cái function này thôi, được chưa? Phạm vi hoạt động của nó là cái trong function này, thì kể cả anh thay đổi giá trị của nó thì khi ra ngoài function path thì nó phải trở lại cái giá trị ban đầu anh để đấy không? Cái C thì nó có một cái gì nhỉ? Con trỏ. Đấy, học C học cái khó nhất là con trỏ đấy. Rồi, thì tranh nhân đủ đây thì mình dễ nói luôn cho mọi người về cái scope. Yeah. Cái scope này gì mọi người biết không? Đúng rồi, scope nha. Thì nó là phạm vi hoạt động của một biến, thì một biến thì nó sẽ chia ra hai trường hợp là biến global, tức là biến toàn cục, và biến local, tức là biến chỉ hoạt động trong một cái function hoặc là một cái if-else, hoặc là nói chung là trong dấu ngoặc nhọn đây này, trong dấu ngoặc nhọn này trừ trừ object. Object nó là trường hợp đặc biệt thì không có phải là đấy. Rồi, nhưng cứ dấu trong dấu ngoặc nhọn này thì mình sẽ gọi là nó hoạt động phạm vi hoạt động của nhọn một biến nhá. Thì kèm chúng ta sẽ có gì, if else function while do while switch case nhiều lắm, được chưa? Scope này thì mình sẽ có hai cái như sau là global, và local, tức là nó sẽ dịch ra như tiếng Việt là biến toàn cục và biến cục bộ ấy, được chưa? Rồi, thì biến local, global là gì? Global tức là mọi người sẽ khai báo ở ngoài, được chưa? Thì ở ngoài thì mình có thể sử dụng ở bất kỳ đâu đúng không? Trong function các thứ, được chưa? Còn biến local tức là nó sẽ chỉ phạm vi hoạt động của nó trong một cái function này thôi, được chưa? Thế thôi. Thì trong cái này thì mình sẽ có hai cái để làm cái này scope ý, nó dùng để phân biệt ba thằng này, đó chính là var, constant và let, được chưa? Thì điểm khác biệt giữa thằng constant và hai thằng còn lại là gì? Nếu mà anh em nào học rồi thì constant nó được định nghĩa là khai báo hằng, được chưa? Và khai báo hằng ấy nghĩa sao? Nó sẽ không được thay đổi giá trị trong toàn bộ chương trình. Mọi người mà gán lại giá trị phát là lỗi luôn, được chưa? Còn let và var thì có thể gán lại giá trị, nhưng cái constant này này nó lại dùng một cái từ khóa đặc biệt, đó chính là khi mà mọi người dùng cái object, thằng obj là thằng rồi mình sẽ có một cái name như này. Thì theo mọi người khi mà mình để obj chấm name bằng là như này thì có bị lỗi không? Đây nhá, đây đây nhá, đây nhá, để mình làm lại. Đầu tiên là trong một cái constant chứ nhá, bằng đây được chưa? Mình như vừa nãy mình nói là nó là gán lại cái giá trị là không được đúng không? Giờ chạy thử xem nó có lỗi không nhá. Cái sai biến không ạ? Lỗi gì? Đây, nó bảo là cái biến này là biến hằng số không được gán lại cái này, được chưa? Được chưa? Thì obj nó là một hằng số và không được gán lại giá trị cho nó trong toàn bộ chương trình. Chưa? Thì cách biết cái hằng số mọi người lưu ý là phải biết hoài tất cả như này, được chưa? Thì người ta có hiểu là hằng số. Còn nếu mà mọi người muốn viết gồm hai cái ký tự trở lên, ví dụ đó là max, rồi mọi người cho một cái số là max in array chẳng hạn, đây thì mọi người phải viết như này đấy, được chưa? Nói chung là dùng dấu gạch dưới, được chưa? Để biết đấy là hằng số nhá. Rồi mình sẽ quay lại cái trường hợp object. Rồi thì cho mọi người khi mà mình gán lại như này thì nó có lỗi không? Tại sao không? Thì ở đây tại sao không lỗi? Thì tại sao nó lại không không bị lỗi? Tại vì sao?
Tại vì đây mình thứ nhất là mình không gắn lại giá trị cho nó mà mình chỉ thay đổi cái thuộc tính, mà cái thuộc tính trong object ý, thì mình thay đổi bao nhiêu cũng được, thêm mới sửa xóa thoải mái, nhưng nó không ảnh hưởng đến cái thằng ở ngoài. Vì chưa, vì nó là thay đổi giá trị bên trong, còn không phải là thay đổi cái giá trị bên ngoài biến như này, được chưa? Còn nếu mà mình để như trường hợp như này này thì nó sẽ vào luôn này, để như này thì nó vào lỗi. Tại vì sao? Tại vì ở đây mình đang làm kiểu object mà mình gán lại cho nó theo kiểu, là số như này thì nó sẽ vào lỗi, tại vì mình đang gán lại kiểu giá trị cho nó, được chưa? Còn mà mình thay đổi cái giá trị bên trong object thì có thể thoải mái thay đổi thoải mái, được chưa? Mời có hỏi gì không em? Có hỏi gì không? Nhớ là cái hàm số thì phải viết hoa toàn bộ chữ cái nhá, và được ngay để ngay đầu tiên. Rồi còn cái điểm phân khác biệt giữa thằng let và thằng va, điểm khác biệt lớn nhất của hai thằng này đó chính là phải phạm vi hoạt động. Thì thứ nhất là trong cái mà local ấy này thì nó sẽ chia ra gồm hai cái làm function scope và block scope, được chưa? Function scope là gì? Là những cái mà bắt đầu trong cái function này thì người ta gọi là function. Còn block là nó sẽ dòng trong những cái còn lại, trong miễn là trong dấu ngoặc nhọn như này thì là nó sẽ là block scope, ngoại trừ thằng object. Object nhá. Và class. Thì nó ngoại trừ hai thằng này thì nó đều là block nhá, block scope nhá. Được chưa? Thì thứ nhất, cái phạm vi hoạt động của nó sao? Thì thứ nhất này, từ khóa let là một cái kiểu viết khai vào biến ở trong cái S6. Được chưa? Và code tăng. Rồi, thì khi mọi người trong dùng trong block scope như này, ví dụ mình có cái một cái là check bằng chu như này. Mình khai vào biến check ở đây. Mình sẽ cho một cái từ khóa let và number bằng 10. Thì khi mà mình khai vào như này thì mình gọi cái biến number ở ngoài. Theo mọi người là gì? Khi mà mình khai báo từ let trong block scope nhá. Let chỉ có phạm vi hoạt động bên trong thằng mà block scope. Ra ngoài đây, ra ngoài thằng này phát thì cái biến đấy không còn giá trị nữa. Coi như là một cái biến chưa khai báo. Được chưa? Đây. Mọi người sẽ thấy đây là number in undefined đây. Nhưng một cái điểm lưu ý của nó chính là khi mà mình dùng từ khóa va thì ra ngoài nó vẫn gọi được. Thế thôi. Thì đấy điểm khác biệt giữa let và va. Thì để tối ưu ý, thì người ta thường thường người ta sẽ sử dụng từ khóa let thay cho từ khóa va. Được chưa? Từ khóa va là cái va ấy, nó sẽ là cái từ khóa gọi là gì? Lúc nó tạo ra JS thì nó sẽ dùng từ khóa va để khai báo, nhưng để kiểu như họ biết là kiểu như để tối ưu ấy thì người ta hay dùng từ khóa let để giới hạn cái phạm vi hoạt động của nó vào, tránh nhầm lẫn các giá trị ở ngoài, được chưa? Thế thôi. Và câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi đi phỏng vấn rất nhiều nha mọi người nhé, cái scope này, nên em phải nhớ nhá. Nó chỉ cần hỏi mọi người là điểm khác biệt giữa ba thằng và constant và let thôi, là mọi người phải biết được nó là đầu tiên là gì. Mọi người phải phân biệt được với giữa constant và hai thằng còn lại và hai thằng này với từ khóa va, được chưa? Rồi hết rồi đúng không? Tôi có hỏi gì nữa không? Vui lên là của Mongo, của DB rồi.
thế Phương cũng là server rồi. Rồi, rồi cái em đầu tiên là cái MVM nhá. Cái MVM đơn giản là nó một cái kho chứa những cái backkit của mọi lập trình viên trên thế giới, được chưa? Mọi người muốn có thể đẩy lên và sử dụng lại của người khác mà không cần phải xây dựng nữa, được chưa? Thì đây là MVM. Rồi, thì để tạo server ấy thì người ta sẽ có hai cách chính, đó chính là dùng một cái dùng gọi là dùng framework, một cái thứ hai là dùng tạo tay. Nhưng mình để tạo nhanh ấy thì mình sẽ dùng luôn framework, được chưa? Để nó nhanh và dễ sử dụng. Thì cái framework mà mình sử dụng ấy nó chính là cái Express. Ngoài Express ra thì có rất nhiều cách, còn vài cách nữa để tạo cái server, được chưa? Thì đây là phải tùy thuộc vào công ty, nhưng ở đây thì mình sẽ dùng Express, được chưa? Tại vì mọi người học được Express thì sẽ học được những ngày còn lại, nó cũng ná thôi, được chưa? Thì ở đây đầu tiên là khi mà mình cài một cái backkit ở trên npm ấy, được chưa? Thì nhớ điều quan tâm đầu tiên là gì? Cách cài này. Cái thứ hai là lượt tải, được chưa? Lượt tải ít nhất là nó không được quá bé, nếu mà quá bé thì mình không sử dụng ở đấy, được chưa? Ở đây thì tận 12 triệu trên một tuần tải, trên một tuần nhá. Tức là à rồi. Cái thứ hai là khi mà mình đọc một cái backkit ấy thì mình sẽ quan tâm đến đầu tiên là cái cách sử dụng này, cái usage ấy. Cái thứ hai là example, tên là ví dụ. Rồi, thế thôi, cần quan tâm ba cái đấy. Thì ở đây đầu tiên để khi mà mình có thể cái dự án của mình có thể sử dụng được những cái npm thì đầu tiên mình phải làm gì? Mấy anh em cũ em là init nhá. Bước một luôn luôn phải init. Thứ nhất là init cái backkit này cần lưu ý là gì? Không được chứa những cái ký tự đặc biệt, không được trùng tên với những cái backkit của trên npm, được chưa? Nếu mà cài trùng tên với npm backkit trên npm phát nào khi mà mình cài backkit đấy nó sẽ báo lỗi luôn. Ví dụ ở đây là mình đặt tên là express chẳng hạn, thì khi mà mình cài express nó báo lỗi luôn, được chưa? Rồi, ở đây thì đơn giản là những cái này thì mình enter thôi, hoặc mọi người có thể điền vào đây cũng được. Nhưng mọi người về sau ấy thì nó sẽ tự động điền vào những cái này nên không phải điền được, được chưa? Rồi thì khi mà mình xong ấy thì mình sẽ ra được cái gì? Đó chính là file backkit.json, được chưa? Đó chính là cái linh hồn của cái dự án của mình, được chưa? Mình có backkit.json, mình sẽ tạo ra được node module và backkit log, được chưa? Do vậy khi mà mình làm ấy mình chỉ cần quan tâm đến thay này thôi, không cần phải quan tâm đến backkit, log và node module. Ok, thì đây là mình sẽ gồm hai cái, đó chính là cái dependency. Dependency là gì? Là những cái backkit sẽ được sử dụng cho cái dự án của mình. Còn cái deep dependency là những cái mà dành cho người phát triển, dành cho người phát triển chính là mình ấy, lập trình viên ấy, được chưa? Thế thôi. Còn cái script này đơn giản là những cái cú pháp có lệnh để mình chạy thôi. Ví dụ là để chạy server thì mình có phải là node đổi tên file không? Tại vì mình phải có một file chạy mà, đúng không? Chạy server mà. Thì để viết tắt thì mình sẽ cho thêm một cái start đây. Để khi mình chạy mình không cần phải node tên file nữa, mà mình chỉ cần npm start là xong. Thì đây mình sẽ cần, đầu tiên là mình sẽ dùng một cái là node, rồi mình sẽ cho cái tên file mà tạo thành cái server của mình ấy, được chưa? Ví dụ ở đây mình sẽ là index.js đây chẳng hạn, được chưa? Cũng không đúng, mình có tạo server ở đây đâu. Ví dụ đây nhá, ví dụ cái index là server của mình nhá, được chưa? Thì mình cho cái file đấy vào đây là xong. Ngoài cái này ra thì mình sẽ tạo như sau. Đầu tiên là gì? Để cài một cái backkit thì đơn giản là mình copy vào đấy, bỏ vào đấy, cho nó chạy thôi. Thì nó sẽ tự tạo ra backkit log và node module nhá. Thế là xong, như này là xong rồi nhá. Thì để kiểm tra được nó đã cài thành công ấy, thì mình có thể vào trong backkit log, backkit.json đây và xem đây cái dependency có cái backkit mình vừa cài là được. Thế là được nhá. Rồi, tạo server nào, mấy thanh niên cũ, đầu tiên là gì?
Và gì? Express nha. Vâng. Khi mà mình cài một cái package đấy thì bắt buộc phải require vào nhá. Đã cài thì chắc chắn phải sử dụng rồi. Mà không không sử dụng thì tôi mọi người install của nó đi cho nhanh nhá. Được chưa? Thì đây mình ghi là express. Được chưa? Rồi gì nữa? Và app bằng express phân như này. Rồi. Thì khi mà mình tạo như này thì mình đã tạo được gần như cấu trúc của một cái server rồi. Mình còn thiếu một cái là đó chính là cổng lắng nghe. App.listen. Đúng không? Ở đây thì mình lắng nghe cổng bao nhiêu đấy. Và function đây. Chẳng qua là để mình biết nó kết nối thành công thôi. Với server tại cổng 3000. Ok chưa? Thì mình ở đây mình sẽ nói lại luôn cái mô hình của thằng Node.js nhá. Mô hình server ấy. Mô hình đâu rồi? Đây, đây, đây. Thì cái mô hình hoạt động của thằng Node nó sẽ là mô hình client server. Được chưa? Mọi người phải nhớ cái này nhá. Về đi phỏng vấn thì đôi lúc nó cũng hỏi câu này. Được chưa? Nó hỏi hiểu mọi người là Node.js nó hoạt động dựa trên mô hình nào? Được chưa? Thì mọi người phải biết là mô hình client server. Được chưa? Và cách hoạt động của nó ra sao? Tức là người đây là vai trò client. Client tức là cái trình duyệt của mình. Đây, cái trình duyệt này để đóng vai trò là client này. Được chưa? Tại vì mình đang là lập trình web. Lập trình web thì sao? Web chính là cái browser đóng vai trò là client. Client thì nó sẽ được xây dựng trên là HTML và CSS. Ok chưa? Và khi mà mình truy cập vào một cái API. Biết API là gì chưa? API nó chính là những cái đường dẫn ở trên server mình sẽ tạo để thực hiện một chức năng nào đấy. Được chưa? Có thể là tương tác với database này, có thể hiển thị giao diện này. Được chưa? Thì cái này là phụ thuộc của mình. Không, mình phải có tên, để tên API khác mà mình thực hiện logic nó khác. Hàm ở đâu? Không chỉ cái router của API mà thì có các chức năng khác của API. Ừ đúng rồi, mình API nó đơn giản là nó xuất hiện một chức năng nào đấy thôi. Được chưa? Ở trên BA server, tức là để có thể thằng client này có thể gọi được một server thì phải thông qua API. Tức là thông qua một cái tên nào đấy để mình gọi nó. Được chưa? Đây này thì API là gì? Thì đơn giản là những cái đường dẫn. Đường dẫn đằng sau đây này thì được gọi là API. Đó là những cái đường dẫn thôi để gọi lên server. Rồi, thì khi mà mình client gọi lên server thì người ta được gọi là request, tức là một cái yêu cầu. Được chưa? Và cái yêu cầu này thì mình phải gọi đến một cái API. API nó chính là những cái đường dẫn mà mình sẽ tạo để thực hiện một chức năng. Và khi mà thực hiện một chức năng thì người ta sẽ, khi mà server thực hiện xong thì nó sẽ trả về cho người dùng một cái gọi là response. Được chưa? Và anh em có nhớ cái này không? Đó chính là một cái cấu trúc của một cái đường dẫn. Nó sẽ gồm 3 thành phần. Đó, thành phần thứ nhất là protocol. Thành phần thứ hai là host, hay người ta gọi là domain ấy. Cái thứ ba là API. Cái protocol nó sẽ gồm hai cái là HTTP và HTTPS. Thì đơn giản là hai cái này khác nhau ở với nhau là gì? Là thằng này nó khác nhau ở chữ S thôi. Cái S ấy nó có nghĩa là thêm cái security, tức là độ bảo mật. Được chưa? Nó có thể mang hóa kênh truyền này, xác thực gọi là những cái mà có cái chìa khóa đây thì người ta gọi là HTTPS. Những cái mà gọi như là not gì nhỉ? Ừ, nó biết là nó không cái ổ khóa này, hoặc là nó có một cái gì not gì ấy. Mình nhớ không nhầm là not secure hay là gì nhỉ? Đấy, đại khái là nó có một cái dòng chữ not gì ở đây này. Được chưa? Rồi suộc luôn. Đấy, được chưa? À, cái này thì mình có thể tạo chứng chỉ hoặc là xin cấp phép ở bên một bên thứ ba.
Ừ đúng rồi. HTTP là nó gọi là gì? Nó chỉ là cái mã hóa kênh truyền thôi. Được chưa? Nó sẽ độ bảo mật nó sẽ cao hơn là thằng HTTP thường. Ừ đúng rồi, mình phải set up, mình phải set up. Mình phải xin chứng chỉ trước rồi mới set up. Cái này thì có thể là ở bên thứ ba nhiều mà. Được chưa? Rồi, mình quay lại này. Và tiếp theo là domain. Domain. Ở đấy, nó gì đấy anh cũng nhớ. Cái hot này ấy, nó chính là cái tên miền của mình. Cái tên miền nó chính là cái thằng này này. Cái thằng .com này này. Google chấm một cái gì đấy thôi, .com, .net hoặc .vn, thấy chưa? .com là chấm tên miền quốc tế, còn .vn là chấm tên miền Việt Nam. Hiểu không? Com thì hầu như ai cũng có thể truy cập được, nhưng còn .vn thì chỉ trên lãnh thổ Việt Nam thôi. Đây là Việt Nam mà. Tùy định, tùy quốc gia anh ạ, có quốc gia nó chặn đấy, nên để sự quốc tế người ta hay dùng chấm com ấy. Nhờ chấm com là chấm quốc tế thấy chưa. Còn VN là Việt Nam hả, để mang vùng Việt Nam mà thấy chưa. Rồi rồi cái domain nhá, cái domain là cái phần cái này chấm com này, hoặc là facebook.com ấy hoặc google.com ấy thì được gọi là domain. Còn cái API ấy, khi mình xây dựng cái đường dẫn ấy, thì mình sẽ quan tâm là thằng API. Cái API này là cái mình phần xây dựng này, cái phần xây dựng mình sẽ tạo suộc suộc cái gì đấy, được chưa? Là do mình xây dựng, được chưa? Một cái website thì có thể rất là nhiều API, được chưa? Rồi thì đấy là cấu trúc của một cái đường dẫn, nó sẽ gồm ba thành phần như này. Và khi mà trên chạy trên máy mình ấy thì nó sẽ gồm cái đường dẫn là như sau: HTTP này, localhost 2 chấm tên cổng tên API, cái phần localhost 3000 trở đi từ đây, từ cái thằng này này, đây vào một lần này, một pha giật lag đợi một chút, đây từ phần này trở đi là cố định. Còn cái API là như mình nói là do mình xây dựng, mình cần cái gì thì mình gọi tên nó ra thôi, được chưa? Nhớ là 3000 này là tên cổng nhá. Rồi cách xây dựng của nó là sao? Để tạo được API thì mình sẽ là app.method, rồi trong này là tên API, và mình sẽ cho một cái function. Thì cái function vừa nãy như mình nói, thằng client và server nó tương tác với à? Client server request và response đúng không? Thì mình khi mà mình làm thì mình có phải để truy cập được API thì nó có gồm hai thành phần này không? Đúng không? Một cái là yêu cầu của người dùng, một cái là kết quả server trả về, đúng chưa? Thì nó có vẻ hai tham số như thế, thì ở đây thì mình phải truyền vào đây là request và read. Request sẽ viết tắt của request là viết tắt, viết tắt của từ này, và read thì viết tắt là response. Mọi người có thể viết đầy đủ như này cũng được, nhưng nó mất thời gian thôi, được chưa? Do vậy mình viết tắt để cho nhanh, được chưa? Rồi yêu cầu của người dùng ấy thì nó sẽ rất là nhiều cái, ví dụ như là nó có thể bao gồm là cái dữ liệu của người dùng gửi lên này, được chưa? Hoặc là cái yêu cầu truy cập vào cái đường dẫn này thì người ta gọi yêu cầu nhá. Còn đây cái trong dấu ngoặc string đây thì nó được hiểu là tên API đấy, ở đây mình đặt tên này thế thôi. Còn khi mà mình trả về thì mình create.json một cái gì đấy bên trong đây, được chưa? Một cái số chẳng hạn này, nhưng không bao giờ được trả về như này nhá, trả về như này này, trả về create.json và hai kết quả như này nhá, quả lỗi đấy nhá, nghe em rõ chưa? Chưa, chỉ được trả nếu mà muốn trả về nhiều hơn hai giá trị thì mình làm gì? Cho nó thành object, được chưa? Thế thôi. Xong. Rồi.
Thì cái mình tính mình làm sau nhá. Thì vừa nãy có một câu hỏi là về phần RESTful đúng không? Thì đây mình sẽ nói luôn về phần RESTful cho anh em nào vẫn chưa nắm được này. Thì cái RESTful ấy, API là cái gì? Là cái gì? Là đơn giản nó là một cái quy tắc đặt tên thôi. Là một quy tắc đặt tên API. Thì thứ nhất là đã là cái quy tắc ấy thì mọi lập trình viên đều biết, được chưa? Do một cái website ấy, không phải là do một người lập, do một người tạo ra, mà là rất nhiều người tạo ra, được chưa? Do vậy mình phải có một cái quy tắc chuẩn chung để khi mà người khác nhìn vào cái thì là biết được cái API này nó thực hiện chức năng gì, được chưa? Thì thứ nhất là mọi người có thể thấy đây, quay lại cái API của mình, là mọi người sẽ thấy cấu trúc của nó sẽ bị thay đổi, đó chính là hai cái thành phần, đó chính là thằng get và cái thằng trong đầu string đây, là hai cái thằng nó sẽ thay đổi, được chưa? Cái thứ nhất get thì người ta đặt tên là method, còn cái ở trong đây thì người ta gọi là string, string tức là tên API đấy, được chưa? Thì đầu tiên mình sẽ làm một cái method. Method ấy nó sẽ gồm có những cái method sau, đó chính là get, post, và delete. Thực ra nó có thêm một cái nữa cơ, nhưng anh em nó gọi là patch như này này. Cái patch này thì nó sẽ tương tự với thằng post thôi, nó cũng là cập nhật, nhưng cái này mọi người để sau được nhé, không cần thiết. Thì nó sẽ gồm bốn thằng chính như này. Thì khi mà nhìn vào đây một phát thì nó sẽ hiểu được là cái API này thực hiện chức năng gì. Thứ nhất, khi mà nhìn vào có method get thì ở đây này có nghĩa là gì? Hiển thị dữ liệu hoặc gì? Hoặc gì? Hoặc gì anh em? Hoặc gì? Hoặc gì? Có một cái hoặc nữa ở đây là hoặc gì? Hoặc giao diện. Khổ quá. Thì có vẻ là khi mà truy cập vào method get thì nó phải hiển thị ra giao diện không? Chết rồi. Chết chết chết. Post là gì? Post là thêm mới. Ngoài thêm mới ra thì nó với gì? Thêm mới hoặc nhận dữ liệu thôi. Từ current. Còn post có chức năng là cập nhật. Cũng là cập nhật. Đây là chính xác hơn là nhận dữ liệu từ client và cập nhật giá trị, được chưa? Còn DLT là gì? Cũng là nhận dữ liệu, có phải nhận dữ liệu không? Không phải nhận mà là xóa giá trị thôi. Rồi thì một câu hỏi đặt ra là thằng put và thằng post nó khác nhau ở điểm nào, đúng không? Thì đơn giản là những cái trường hợp nào mà liên quan đến cập nhật thì nó sẽ là put, còn post nó sẽ là những trường hợp còn lại. Đúng không? Thế thôi, đúng không? Những thằng nào mà liên quan đến cập nhật thì mình sẽ dùng post, còn những cái thằng nào mà nhận dữ liệu của trường hợp, những trường hợp còn lại thì nó sẽ lên và nhảy vào post. Cái này thì sẽ ví dụ như là liên quan đến, ví dụ là login chẳng hạn, login thì nó cũng là dùng post nhá. Bây giờ thì nó có phải là nhận dữ liệu từ client không? Bây giờ nó không phải là cập nhật, do vậy nó là post. Thì đấy, nó gồm bốn method này nhá. Rõ chưa Vinh? Được chưa? Rồi. Cái tiếp theo là về phần router. À quên. Về phần API. Phần API nó chính là cái thằng đây, cái phần trong cái dấu string này. Thì cái này cũng có quy tắc đặt tên nhé. Ví dụ là mình đang làm với thằng là user chẳng hạn, chưa? Tức là làm với một cái database tên là user, thì mọi API bắt đầu nó sẽ luôn bắt đầu bằng chữ user như này, được chưa? Thì một cái API mà liên quan đến user ấy thì nó sẽ gồm 5 API. 5 API đầu tiên là gì? Get gì?
Sụp gì? User đúng không? Rồi gì nữa? Gì nữa? Code. Gì nữa? Code. Sụp. Được chưa? Thì một cái những cái API mà liên quan đến những một làm mình làm việc với một cái sự user ấy, một cái mảng user ấy, thì nó sẽ gồm 5 API như này. Nó chưa chắc là nó có thể là nó có thể nhiều hơn. Ví dụ như là mình trong cái user ấy nó lại liên quan đến comment chẳng hạn. Được chưa? Thì mình đặt tên là gì? Theo mọi người khi mà mình làm việc những cái user, tức là những cái comment của user ấy. Ví dụ nha, mình muốn hiển thị những cái comment của user, của một thằng user, thì mình làm việc gì? Ví dụ mình có một bài báo như này ở trang tinh tế đi, à không, chẳng tinh tế ra. Rồi ví dụ như mình có một bài báo như này, khi mình bấm vào đây, cái bài viết này nó có những cái comment chẳng hạn, đúng chưa? Thì các bạn là mình muốn kiểu như là mình muốn hiển thị những cái comment theo bài viết, thì anh em đặt tên như thế nào? Ừ đấy nha, ví dụ như mình có một cái bài viết tên là post đi, đúng chưa? Và comment để liên quan như những cái comment thì mình đặt tên là gì? API là gì? Get code suộc ID suộc comment. Chính xác, mọi người hiểu cái này không? Cái này có nghĩa gì? Hiển thị toàn bộ những cái comment có trong bài viết, được chưa? Thì đầu tiên là mình phải lấy chi tiết một bài viết đúng không, và mình suộc comment, tức là mình sẽ lấy những cái comment trong bài viết đấy. Thế thôi. Thế ví dụ như mình muốn là chi tiết một bài viết, chi tiết một cái comment trong cái bài viết đấy, thì mình làm kiểu gì? Chính xác. Chính xác thế này thôi. Nhưng 2.id ở đằng sau đây là 2.id của comment. Được chưa? Nhưng cái thằng này nó vẫn là thuộc về thằng post nhé. Mọi người thấy nó vẫn là một post không? Thì cái này nó vẫn liên quan đến cái thằng post, nhưng chẳng qua đây là nó đang làm gì? Nó tương tác với nhiều bảng khác, được chưa? Nhưng nó vẫn thuộc cái API liên quan đến post, mình vẫn phải nhét vào thằng post, được chưa? Nhưng cái năm cái này là năm cái API cơ bản, được chưa, của một cái bảng database. Nó có thể là bảng đấy nó có thể tương tác với nhiều bảng khác đúng không? Như hôm trước mình nói ở trong cái thiết kế database ấy, đúng không? Thì có phải là nó sẽ làm như này không? Đúng chưa? Tại vì thằng này post nó có phải có những cái post bullet không chứ em dạy không? Thằng này không có ý nghĩa. Thì có phải là nó sẽ trỏ đến những cái bảng khác không? Đúng không? Thì làm sao để mình hiển thị chi tiết đấy? Chi tiết cái giá trị ở trong comment thì đơn giản mình phải làm như này. Được chưa? Thế thôi. Đúng hỏi gì không? Thứ những cái này hiểu chưa? Đúng không? Ừ. Thì rõ ràng như này đúng không? Ý anh là ý anh là như này. Cái thằng này với thằng này. Thằng này với thằng này. Nó là khác nhau mà. Đúng rồi. Rồi, anh em có hỏi gì nữa không? Có, đấy, đây là chỉ về Redful thôi. Redful nó chỉ như này thôi. Gồm mấy thành phần như này. Đầu tiên là method. Method là những cái thay đổi này. API là thay đổi này.
còn cái thằng function đằng sau là thằng không thay đổi rồi, nó giữ nguyên, được chưa? Thì mình thực hiện logic bên trong đây, tức là mình thực hiện một cái phép toán chẳng hạn, hoặc tab với database hiển thị ra, được chưa? Thì cái này là giữ nguyên, function này giữ nguyên, nó chỉ khác nhau ở chỗ method và tên API. Ở đây nó tên như này. Mình thiết kế thì mình không đơn giản là mình chỉ tương tác với một bảng database thôi nhé. Khi mà mình làm với thực tế thì làm việc chuyện làm mà tương tác với một bảng tương tác với hai hoặc ba bảng khác là chuyện bình thường nhé, được chưa? Do vậy là mọi người cũng phải biết được cái quy tắc đặt tên này, hiểu không? Còn ví dụ như là mình có tương tác một cái nhỏ hơn, ví dụ đó là liên quan đến cái phần content chẳng hạn. Bây giờ content của một bài viết chẳng hạn, tức là một cái phần, vẫn là một cái thành phần nhỏ ở trong cái bài post đúng không? Thì mình đặt tên là gì? Thì mình cũng vẫn là đặt tên là content đấy thôi. Để biết được API này là giúp hiển thị những cái content cùng bài viết. Thế thôi, được chưa? Kể cả những cái trường nhỏ nhỏ ấy, ví dụ như là nó một cái cột ở trong cái một cái bảng database thôi, thì mình cũng phải đặt tên như này, chung rồi đấy. Để mình biết khi mình gọi ấy, là mình biết được là API có thực hiện là cái gì rồi, được chưa? Đọc phát là biết luôn nó là cái gì rồi. Thế thôi, mọi người có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì nữa không? Tiếp theo là phần Router. Cái phần Router đơn giản là ví dụ như mình có, như mình vừa nói là một cái bảng database đúng không, là nó sẽ có, thường thường là nó sẽ gồm là 5 API như này, nó có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, được chưa? Tùy thuộc vào API đấy, à, tùy thuộc vào database. Thì trong trường hợp mình có năm cái, hai cái bảng database chẳng hạn, thì có phải là ở trong cái app của mình có tận 10 cái API không, đúng chưa? Thì thứ nhất, cái thằng router nó được sinh ra để làm gì? Được rồi, router đâu nhỉ? Tiếp theo phần router nhá. Thì như mình vừa nói là khi mà mình có cái năm hai cái bảng database thì có phải là trong cái server của mình ấy có ít nhất là 10 cái API không? Đúng chưa? Thì cái router nó được là một cái định nghĩa của thằng express, nó có tác dụng gì? Thì mọi người cứ hình dung như này này. Trong một cái trường học ấy, thằng server đóng vai trò là hiệu trưởng. Được chưa? Có những cái API là học sinh, sinh viên đi. Thì khi mà sinh viên yêu cầu một cái gì đấy thì có phải là luôn luôn phải gặp hiệu trưởng đúng không? Nhưng làm như thế thì có phải là hiệu trưởng nó sẽ bị quá tải không? Mà không thể giải quyết được hết công việc. Đúng chưa? Thì mình thì nó sinh ra được một cái gọi là router. Router này đóng vai trò là các phòng ban. Ví dụ như phòng đây là phòng tài vụ chẳng hạn. Hoặc là phòng tiếp theo là phòng phòng gì liên quan đến sinh viên nhỉ? Phòng khảo thí đúng không? Khảo thí là phòng ra đề các thứ đấy. Còn một cái gì nữa, công đoàn chẳng hạn, công đoàn có liên quan đến sinh viên không? Rồi thì khi mà thằng sinh viên này nó yêu cầu một cái liên quan đến tiền học đóng học đúng không, thì thay vì hiệu trưởng phải làm thì nó sẽ điều hướng cho một thằng khác để xử lý, được chưa? Thì hiệu trưởng lúc này nó chỉ có nhiệm vụ là ở đấy mày chỉ cần ra đây gặp thằng này là để nó tiết kiệm thời gian, được chưa? Rồi còn khi mà sinh viên kiểu như muốn thắc mắc về đề thi chẳng hạn, ví dụ đề thi sai chẳng hạn đúng không, được chưa? Thì nó sẽ không gặp thằng hiệu trưởng này, nó sẽ điều hướng nó sang đến thằng khảo thí, được chưa? Thì cái lúc này hiệu trưởng chỉ có cần nhiệm vụ là quản lý những cái thằng to nhất đây, tức là những cái thằng tài vụ đây đúng không? Tức là các phòng ban đấy, khảo thí. Thì lúc này chúng ta có thể thấy là nó được giảm tải chưa? Server nó sẽ được giảm tải đi đôi chút đúng không? Được chưa? Thì trong những cái router này, nó sẽ là những cái nhân viên xử lý những cái chức vụ, ví dụ là những cái người liên quan đến trưởng phòng này, hoặc là nhỏ nhỏ hơn nữa là những cái cô mà giải quyết công việc cho mình ấy, đúng không? Là các thầy cô giáo bên trong phòng ban tài vụ, được chưa? Thế thôi. Thế thì anh em có hiểu không? Anh em có hiểu không?
liên quan đến một công đoạn. Làm gì? Nó phải, nha, nhưng mà nó phải, thứ nhất đấy, nói thằng router này nó sẽ là gì? Nó sẽ không phải là thực hiện trực tiếp mà nó sẽ phải liên quan đến database nữa. Nó sẽ gọi code đến database. Tức là nó sẽ code đến một cái bảng database nào đấy. Được chưa? Đúng rồi, một router một bảng. Do vậy khi mà mình muốn thực hiện một cái liên quan đến khảo thí thì mình gọi cái database đấy, quảng của thằng tài vụ là xong, mà không cần phải là gọi router. Được chưa? Còn nếu mà ví dụ như mọi người muốn điều hướng nó sang một cái khác thì đấy là cái nhiệm vụ khác rồi, thì thằng này nó là điều hướng. Được chưa? Còn muốn xử lý một cái công việc giống như phòng tài vụ thì mình chỉ cần gọi đến cái database là xong. Còn ví dụ như mà mọi người muốn không muốn thực hiện cái đấy mà mọi người muốn điều hướng sang thằng khảo thí, chỉ thằng khảo thí làm là cái đấy thôi, thì mình điều hướng nó sang cái phòng khảo thí. Được chưa? Ví dụ như sang phòng khảo thí kiểu ai gặp ai đấy. Chắc trường hợp này chắc anh em không gặp rồi đúng không? Đúng chưa? Thì nó cũng giống như lúc này thì nó đóng vai trò như server này, nó sẽ điều hướng sang các phòng ban còn lại thôi. Đấy là router, có câu hỏi gì không? Mỗi router là sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ nhất định và nó sẽ tương tác với một bảng database. Thấy chưa? Thế thôi. Còn cách tạo router kiểu gì thì mình đơn giản là mình như này. Đầu tiên là mình tạo một thư mục router. Và mình làm gì? Đặt tên cho nó thôi. Ví dụ ở đây mình liên quan đến user chẳng hạn. Thì mình bắt đầu bằng user. Còn là mình sẽ đặt tên, nếu mà để cho mọi người dễ hiểu ấy, thì mọi người có thể đặt tên là user router ở đây luôn được cho nó. Được chưa? Tại vì ngoài router ra thì mình còn cái gì? Service các thứ đấy. Thì mọi người có thể đặt luôn là user router, user service. Được chưa? Để nó đỡ nhầm lẫn. Và người bật nhiều file trên đây này thì nó không bị nhầm thôi. Và khi mình tạo router thì mình nó sẽ là va router. Trước khi router thì mình phải gọi express bằng require express và gì va router bằng express gì chấm gì router. Được chưa? Thì cách viết router ấy nó sẽ là giống hệt cách viết nhá, nó phải chuẩn, cũng phải chuẩn theo cái RESTful này. Được chưa? Nhưng nó có một cái ưu điểm là năm cái API này mọi người nhận thấy nó là giống cái gì? Giống chữ gì? User đúng không? Thì khi mà mình viết với user này thì mình đơn giản thằng router nó mình chỉ cần viết như này, router. Để như này thôi. .id thì nó ở đây được hiểu là hiển thị toàn bộ user, hiển thị chi tiết một user. Thì một câu hỏi đặt ra là cái chữ user mình quảng ở đâu, đúng không? Thì trước khi mình học ấy thì mình phải dùng cái một biết cái module .import chưa, để xuất ra trong giá trị cho một file khác sử dụng ấy. Thì ở đây mình sẽ export ra router. Thì cái router này khác gì với router ở trên đây? Đúng rồi, thì tại vì code nó chạy từ trên xuống dưới đúng không? Thì nó khi mà mình router export này thì nó sẽ đã bao gồm là hai thằng này rồi. Nó không phải là cái router mà mình export ở đây nữa. Được chưa? Thì để file app sử dụng được thì mình dùng cái gì đầu tiên? Mình phải require nó. Và user, mình sẽ đặt luôn là user router bằng require chấm suộc router suộc user router. Và mình config nó như sau, đó chính là app.u suộc user phải user router. Được chưa? Thì có phải là khi mà nó truy cập vào cái thằng user này thì nó phải cái đường dẫn hoàn chỉnh của chúng ta ấy để gọi được vào cái thằng user không này này, thì nó sẽ là gồm là user suộc user này suộc như này. Được chưa?
Tại vì mình làm như này là để config những cái giống nhau, những cái tên giống nhau vào. Thay vì mình phải viết toàn bộ những cái user notter, user ở đây này, thì mình sẽ config ở app luôn. Tại vì nó phải truy cập vào đường dẫn này thì nó mới truy cập vào được thằng user notter. Còn trong trường hợp mình, ví dụ như mình có thêm một cái post nữa chẳng hạn, thì mình cũng làm như này. Ở đây mình làm post notter thôi, được chưa? Đây là cái view này là để config cho app nhé, config cho server. Thì mình sẽ dùng cái app.view config một cái gì đấy cho server. Được chưa? Thì lúc này khi mà mọi người truy cập vào đường dẫn nào thì nó sẽ tự động điều hướng cho mọi người đến cái router tương ứng. Được chưa? Rồi, có hỏi gì nữa không? Nào. Nếu mà chưa hiểu thì có gì nào, thứ nhất là về xem lại và mình sẽ giải đáp cho. Được chưa? Còn đây mình đang giới thiệu cho biết là cái gì nữa. Rồi đấy, thì để làm thì mình có cách như này. Được chưa? Nhớ nhá, cái đường dẫn hoàn chỉnh để gọi đến cái thằng hiển thị toàn bộ dữ liệu user này, nó sẽ là bắt đầu bằng chữ của thằng server cộng với cái tên API ở trong router, sẽ gọi ra được cái đường dẫn của cái thằng router này. Được chưa? Còn nếu mà trường hợp mà nó không có thì nó sẽ báo không có tìm thấy đường dẫn. Đúng không? Đúng rồi, nó sẽ đầu tiên là sẽ cộng với tên mà mình đặt ở app này, cộng với cái tên mình đặt ở router, sẽ ra được cái đường dẫn hoàn chỉnh của cái API. Được chưa? Thế thôi. Còn gì nữa? Giờ anh em còn gì nữa? Đấy, mình cho đi qua đây mà. Đấy. Để cho đến một cái file khác thì mình dùng require. Nhưng require này là mình có thêm một cái gọi là gì? Chấm suộc này. Biết chấm suộc là cái gì chưa? Không phải. Không phải thêm một cái. Đầu tiên nhá, đầu tiên là mọi người xét về vị trí của nó đã. Index với router là gì với nhau? Cùng cấp, đúng không? Thì làm sao để chúng ta vào được cái file user router này? Thì mình sử dụng một cái là chấm suộc. Chấm suộc là gì? Chấm suộc là vào một thư mục hoặc vào một file. Thì có phải là để mình vào được cái user router, gọi cái biến router này ra, thì có phải là mình phải là gọi đến, đầu tiên là đứng từ index đúng không? Làm sao để gọi được thằng user router này? Có phải là vào cái thư mục router không? Rồi gọi đến cái file user router. Thế trong trường hợp mà mình muốn kiểu như đứng từ thằng, đây là ví dụ nhá, còn không phải trong thực tế nó không gọi app đâu. Thì ví dụ như trong trường hợp mình đứng từ user router, mình muốn gọi app từ index này này, thì mình làm kiểu gì? Thì để gọi được app thì mình sẽ làm và bằng app bằng gì? Require. Cứ có chấm suộc như này thì nó hiểu là không phải là cái bucket nhá. Còn nếu mà gọi tên không như này ấy, thì nó hiểu là bucket. Còn mà có chấm suộc cái thì nó không phải hiểu là bucket nữa, mà nó hiểu là đường dẫn. Rồi, require gì? Thì làm sao để ra một cái thư mục? Ra một thư mục ấy thì mình là chấm chấm suộc. Rồi. Rồi gì? Chọn đến cái file mình tương ứng thôi. Mình ở đây sẽ gọi đến index. Được chưa? Thì tại sao nó không có gs? Thì đơn giản là đường dẫn này nó có thể loại bỏ chữ chấm gs đi. Được chưa? Viết chấm gs vào hoàn toàn được nhá. Nhưng không có gs thì nó để như này thì vẫn hiểu là index.gs. Được chưa? Thì để gọi đường dẫn cho nhanh ấy mà không cần phải gọi tên của nó thì cài một cái extension như sau. Để cái extension bấm vào đây. Bấm vào cái ô vuông này, gõ cái tên là, gõ tên là gì? Bạt. Intelligent. Cài cái này vào. Cài chưa? Ừ, cài cái này đi. Để nó gõ ra, khi mà mình gõ đúng đường dẫn thì nó sẽ tự động gõ cái file, tên file của nó ra mà mình không cần phải gõ nữa. Ví dụ như này nhá. Thì có phải là khi mà mình chấm chấm suộc như này thì nó có phải là ra những cái cung cấp cho mình, những cái file cung cấp mà mình chỉ cần chọn thôi mà không cần phải gõ tên ra nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi qua này thôi.
Đây là extension để mình gõ code cho nhanh thôi. Ừ đúng rồi. Được chưa? Thế ô dùng ví dụ à? Thế dùng cái gì? Ừ. Để cái này vào cho nhanh. Vệ đỡ về. À không, cái này là extension. Cái công cụ thôi, nó chỉ là cái công cụ thôi. Anh em nào chưa cài, cài luôn nhé. Cài hết chưa? Ừ. Đâu, mặc định cài đâu, mặc định cài. Ừ đúng rồi. Ừ, bạn intelligent. Làm gì có chuyện tự động cài em. Nó không gợi ý đâu. Cái hôm nay ở lại không nghe em ơi. Phân trang thì mình cần phải làm gì? Anh em, phân trang. Đầu tiên phải làm gì? Phân trang. Ví dụ như mình có một cái array như này. Một cái đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì giờ mình muốn phân trang như sau. Đó là trang thứ nhất, mình chỉ hiển thị ra số 1, 2, 3, 4. Còn trang thứ hai mình sẽ hiển 5, 6, 7, 8. Thì mình phân trang kiểu gì? Mấy xếp phân trang kiểu gì? Không, anh đang muốn làm phân trang cơ mà. Ừ. Đầu tiên bước 1 làm gì? Bước 1. Đúng rồi, tính tổng phần tử. Tính tổng phần tử thì mình dùng gì? Muốn cái này thì mình dùng cái gì? Ở đây chấm lém. Đúng chưa? Tính tổng phần tử của array bằng array chấm lém. Rồi cái này thì anh em còn chưa biết chấm lem là cái gì không? Bước 2. Bước 2 là gì? Tính gì? Xác định số phân tử trên một trang chứ chứ? Rồi bước 3. Và tính tổng số trang dựa trên tổng số phân tử, tức là tổng số phân tử ấy thì nó sẽ tính ra được bao nhiêu sang tất cả, được chưa? Thì mình sẽ tính bằng công thức nào? Cái gì sell? Những cái gì sell? Rồi sao nữa? Dùng gì nữa? Array. Rồi mình sẽ ký hiệu thằng array.len này là sum nhá. Sum page nhá. À và sum page. Để sum data. Tổng số trang, tổng số phân tử mà. Được chưa? Còn cái mà số phân tử trên một trang mình ký hiệu là gì? N per page nhá. Hả? Ở sai page nhá. Được chưa? Thì cái công thức này tính dựa trên công thức gì? Sum data chia cho sai page. Thế thôi à? Thế thôi đúng không? Đấy, thế xong. Thì khi mà mình, cái nào mình fix cứng rồi, cái size data là mình fix cứng, cái mình thay đổi thì nó sẽ là cái tổng số phân tử đây này.
Ví dụ như một người thêm 5 mũi đăng ký thì có phải cái array này nó sẽ tăng lên một không? Thế thôi. Còn cái math.cell này đơn giản là nó chỉ là làm tròn các chữ số sau dấu thập phân. Đúng rồi, làm tròn lên đấy. Nhưng tại sao nó lại làm tròn lên mà lại không phải là làm tròn xuống? Đúng rồi, ví dụ như là 10, mình có tổng số phần tử là 10 mà số phần tử trên một trang là 3 thì 10 chia 3 có phải là 3,333333 đúng không? Thì nếu mà mình làm tròn xuống thì mình tổng có 3 trang mà 3 trang nhân với 3 thì ra là có 9 phần tử thì có một phần tử cuối nó sẽ bị mất. Đúng chưa? Do vậy mình phải làm tròn lên để kể cả nó có phải là 0,0001 đi chăng nữa thì nó vẫn là đại diện cho một phần tử. Do vậy mình phải làm tròn lên để hiển thị nốt cái phần tử còn lại nó ra. Đó là lý do phải làm tròn lên. Nhưng tại sao chúng ta ở đây lại không phải cộng 1? Đúng không? Tại sao chúng ta không phải cộng 1? Ví dụ như là chúng ta này 3,33 đấy, cộng 1. Đúng rồi. Thì nó bị thừa. Đấy thế thôi. Do vậy mình dùng math.cell lên để làm tròn cái dấu thập phân này lên. Khi mà cái tổng số phần tử chia cho số phần tử trên một trang mà bị lệch. Rồi, ok, thì mình sẽ nói qua về middleware nhá. Rồi thì khi mà mình truy cập vào thằng client gọi là server thì server sẽ điều hướng đến các router đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Thì ví dụ như là cái server router 1 của mình nó chứa đến một cái gọi là bí mật của công ty. Được chưa? Thì cái bí mật này thì chỉ có thằng chủ tịch mới được chủ tịch ấy truy cập vào thôi. Nhưng cái nhân viên thì không được truy cập thì mình phải đặt cho nó một cái cổng chắn giữa đúng không? Cổng chắn giữa thì là để check check xem có phải là chủ tịch không ấy. Chưa? Thì nếu mà nó có chủ tịch, nếu mà nó phải chủ tịch thì mình sẽ cho truy cập vào cái router. Còn nếu mà không thì mình sẽ trả về luôn kết quả ở thằng này này. Thằng middleware này trả luôn về kết quả là đây không phải chủ tịch. Được chưa? Thì cái ở giữa đây thì nó được gọi là middleware, nó là một cái cổng chặn thôi để phân quyền những cái router. Được chưa? Ví dụ như router. Được chưa? Hiểu không? Không, không phải là API nào cũng có middleware. Mà cái middleware được sinh ra khi mà cái mình muốn check điều kiện cho cái router, truy cập vào router thôi. Được chưa? Ví dụ như chức vụ hoặc là quyền hạn. Được chưa? Tại vì mỗi cái website ấy, mọi người có thể để ý là nó có quyền admin và quyền user bình thường. Đúng không? Thì làm sao để mình check được cái đấy này admin mới có truy cập vào cái API này thì mình phải check ở giữa. Còn nếu mà không phải admin đuổi không cho truy cập vào router luôn. Hiểu. Đại khái là như này. Là thứ nhất cái thằng ở giữa này nó là cái điều kiện để truy cập vào cái router. Được chưa? Nếu thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ được phép truy cập vào router. Còn không thì sẽ bị đuổi ngay từ cái bước chặn ở giữa đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu chưa đất? Này, vừa đấy chúng ta chú ý. Thứ nhất nha, mình đang học là một cái middleware được chưa? Middleware là cái chỗ cổng chặn ở chỗ router. Cái này có tác dụng là check điều kiện để được phép truy cập vào cái router. Được chưa? Thì nó sẽ sinh ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất là có quyền truy cập và khả năng thứ hai là không có quyền truy cập vào cái router. Được chưa? Thì cái
nhiệm vụ check ý, check nó sẽ là nằm thằng này này, thằng xám xám đây này, thấy chưa? Nó sẽ dạy hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thỏa mãn, nếu mà thỏa mãn điều kiện trong middleware thì nó sẽ cho phép truy cập vào router, còn nếu mà không thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ bị đuổi ngay ra khỏi thằng router này luôn, thấy chưa? Hiểu không? Từ nói cái là cái hiểu xem này. Ừ, nhưng hiểu về lý thuyết, tất nhiên là từ lý thuyết thì chắc chắn là nó có phải kèm thực hành rồi, thấy chưa? Nhưng hiểu về cái lý thuyết chưa đã, nó là cái gì biết chưa? Ừ, để check điều kiện truy cập vào cái router, cho phép truy cập vào router, đúng rồi. Cái router này là cái gì? Thì đây, mình sẽ đối với đăng ký tài khoản nhá, được chưa? Thì để truy cập vào cái API đăng ký tài khoản thì mình có hai khả năng, là cái điều kiện ở đây là mình sẽ check chủ tài khoản, được chưa? Nếu mà trường hợp tài khoản chưa tồn tại, tài khoản chưa tồn tại tức là tài khoản chưa tồn tại trong database thì mình sẽ cho phép truy cập vào cái router của mình và đăng ký tài khoản đấy. Còn nếu mà trong trường hợp tài khoản đã tồn tại thì không cho phép đăng ký, được chưa? Rồi thì mình sẽ ví dụ một cái trường hợp, một cái ví dụ đơn giản như sau. Ok rồi, mình sẽ app.get, mình sẽ ghi là tính tổng nhá, sum number, tức là mình sẽ tính tổng số hai số, được chưa? Thì cái điều kiện ở đấy mình sẽ check là như sau này. Điều kiện để truy cập vào cái API này đó chính là hai số đầu vào phải dưới dạng là number, được chưa? Thì trường hợp ở đây mình sẽ có hai trường hợp. Trường hợp một là một trong hai số không phải number thì mình sẽ suy ra là không thực hiện tính tổng. In ra thông báo. Trường hợp 2. Trường hợp 2 thì là thỏa mãn đúng không? Hai số đầu vào đều là number. Thực hiện tính tổng thì sẽ thực hiện tính tổng. Rồi thì để làm được cái này ấy, đầu tiên là mình sẽ viết cái function tính tổng trước nhá, bằng request. Rồi anh em biết về cái body parser rồi hết rồi đúng không? Đây thì mình sẽ thực hiện API này và mình sẽ read.json number 1 cộng number 2 như thế này, được chưa? Thì cái router của mình đang thực hiện cái dịch vụ đúng không, là cái tính tổng. Thì làm sao để mình check được cái số ở đây? Thì mình sẽ có một cái công chặn trước khi mình thực hiện tính tổng như này. Thì mình sẽ có 10 công chặn ở giữa đây. Công chặn ở đây thì mình vẫn viết là request red và next. Bây giờ thì cái thằng ở giữa này, thằng ở giữa đây được gọi là middleware này. Còn cái thằng ở dưới đây là cái phần mà mình muốn thực hiện một cái nhiệm vụ nào đấy, được chưa? Thì đây mình sẽ check như sau. If thì nếu mà anh em nào biết hồng nữa n là cái gì chưa, y là n là cái gì chưa, đúng rồi, nó check xem nó có phải là số hay không ấy.
Thì check không phải là số ấy, thì nó có rất nhiều cách nhá. Cách thứ nhất là mọi người lấy cái số đấy chia cho một số. Nếu mà nó là số thì chắc chắn nó ra một cái trường hợp là số thôi, trả về cho mình là một cái dạng số. Còn nếu mà nó mà là cái number 1 đây, là mà là một ký tự này, thì A mà chia cho số 2 chẳng hạn thì nó không phải là ra số nữa mà sẽ vào lỗi, nó sẽ trả về lỗi. Đó là indentification cái gì, cái gì nhỉ, đại khái là nó sẽ trả về một cái lỗi, được chưa? Thì mình sẽ check ra là mình sẽ tìm được. Còn ở đây thì mình sẽ dùng một cái hàm có sẵn của JS, đó là hàm check số, được chưa? Nếu mà cái thằng này nó không phải là số thì nó sẽ vẫn đúng, được chưa? Đấy, mình như này thôi, để hoặc như này, hoặc đấy, được chưa? Thì nếu mà trường hợp này đúng, mình sẽ làm gì? Next thôi. INAN nhé. Đây, mọi người thấy đây. À, thằng này nó trả về khôn này. Khôn, khôn. Rồi để đồng ý vào cho này nhá. Nhìn cho nó xem. Rồi nếu mà nó dưới dạng số thì nó sẽ trả về phone. Còn nếu mà ký tự đây này không phải là số thì nó sẽ trả về true. Thì ở đây mình sẽ cho một cái là dấu chấm than và next. Còn trường hợp còn lại là nhau, return red.json trong hai số không phải là number. Hello. Được chưa? Thì next là gì? Thứ nhất là những cái function cuối cùng nhá, là cái service của mình, được chưa? Thì mọi cái function trước nó đều là middleware. Cứ cái thằng cuối cùng là cái thằng thực hiện dịch vụ của router, được chưa? Một cái chức năng của router. Còn những thằng trước nó cứ hiểu nó là middleware. Được chưa? Do vậy mình có bao nhiêu middleware ở đây cũng được, hai ba cái đều được nhá, được chưa? Thế thôi. Rồi, next có tác dụng là nó sẽ next đến cái function tiếp theo, được chưa? Không có next thì không không next được. Nhớ là ở đây mình cho cái return luôn nhá, cho cái return red.json luôn để nó tránh trường hợp là trả về hai lần kết quả cho người dùng. Tức là return có tác dụng là dừng dừng chương trình, đúng không? Thì cho cái return mà để chắc chắn là nó dừng luôn ở đoạn này mà không phải là thực hiện, nó vẫn ví dụ như là thực hiện ngầm chẳng hạn. Được chưa? Mình làm như thế để mình giải quyết cái vấn đề là nó tránh nó chạy ngầm đến cái thằng sau vẫn trả về kết quả. Được chưa? Cho cái return mà nó không mất gì cả, được chưa? Thế thôi. Có hỏi gì không? Ừ đấy, ở giữa đấy. À, app.io á. À, thì nó là có tác dụng là tất cả những cái thằng API đấy đều có điều kiện chung là như vậy. Ví dụ nhá, mình cho cái router này đúng không? Mình cho cái ví dụ mình cho một cái router.io hoặc là app.io vào trong đây đúng không? Thì tất cả những cái API bên trong đây đều có điều kiện là thằng này. Nhưng nó phải để ở đầu tiên nhá. Nó bắt buộc là phải để đầu tiên ở trên đây. Nó phải để ở phần đầu.
trước những cái API này, trước những cái gate này. Đôi khi vị trí ở trong cái này cũng rất quan trọng nhá, không phải là vị trí của API ấy, cũng rất quan trọng đấy, không phải là để ở chỗ nào cũng được đâu. Cái thứ hai là mình muốn, ví dụ như mình muốn trả về kết quả thì thằng Bitaway này cho thằng này sau, thì mình dùng cái gì? Mình có một cái gọi là red chấm number chẳng hạn, bằng ở đây thì mình đang check là number 1 đúng không? Number 1 hay chấm number 1, number 2. Cái này đơn giản là nó sẽ trả kết quả của thằng middleware trước cho cái thằng function ở đằng sau. Được chưa? Trả kết quả của middleware trước cho function đằng sau sử dụng. Đỡ phải tốn thời gian tìm kiếm lại nữa. Đúng rồi, thì ở đây thay vì mình request.body như này để tránh bị thừa thì mình xóa thằng này đi và mình gọi đúng tên của thằng này ra. Để vì hôm trước em nói nhầm nhé, request ở đây cũng được nhanh nhé, request ở đây thì cũng được chưa? Mình sẽ copy thằng này quẳng vào đây. Ở đây mình phải ghi là gì? Chấm number 1. Ở chấm number 2. Đấy thì thôi. Nhớ nhá. Tại vì cái này thứ nhất là trong trường hợp mình muốn tìm một cái tài khoản trong database, đúng không? Mà ở dưới đây cũng muốn tìm kết quả trong database cùng một bảng, đúng không? Thì để tránh bị tìm hai lần thì mình trả luôn kết quả của thằng trước vừa tìm xong, trả luôn cho thằng dưới, thằng dưới đỡ mất công tìm. Nhanh nhá, đỡ phải nhanh, được chưa? Object tại vì mình là muốn trả về cho nhiều giá trị thì mình để dưới dạng object. Còn với cả thứ hai là mình đỡ phải khai báo nhiều biến. Thì có phải ví dụ như nếu mà mình muốn ở đây là mình muốn trả về hai số number 1 và number 2 đúng không? Thì nếu mà mình muốn trả về hai cái này mà mình có phải là khai báo biến, nếu mà mình không net chấm number 1 bằng một cái gì đấy đúng không? Bằng thằng number 1. Đúng chưa? Có thằng này như thế này bị hai biến đúng không? Nó bị dài. Đúng chưa? Thì thay vì như thế thì mình sẽ trả luôn về một cái object như này thì nó đỡ phải dùng nhiều biến. Được. Thế thôi. Nhưng ở đây thì người ta hay dùng là object. Thì object nó sẽ dễ làm việc, dễ trả về luôn. Ở đây mình đang muốn là thực hiện hai số, tính tổng hai số nhá, mà mình bắt buộc phải nói là number. Nếu mình để hoặc ở đây là gì, chắc chắn là sai. Ở đây mình phải để dấu gì là gì, để đây là dấu vàng này. Nó chỉ áp dụng cho cái biến mình đặt trước nó thôi. Còn cái này là mình đang muốn là để đồng thời hai cái đều xảy ra là phải là số ấy, thì mình phải để là dấu ba nhá. Còn dấu vân này biết dấu này dấu gì chưa? Dấu ba là cả hai cái đồng thời phải xảy ra. Còn cái dấu hoặc ý, chỉ cần một trong hai cái đúng là nó sẽ thực hiện rồi. Được chưa? Hay mọi người có hiểu nó là cái gì không? Hả? Mình biết tắt như này, tại sao mình lại không để là bằng bằng chui như này? Em mình biết tắt như này, mọi người có hiểu nó là cái gì không? Hả? Lân, viết tắt như này thì có hiểu là nó cái gì không? Không, cái này này, tại sao mình lại không để bằng chu mà mình lại viết tắt như này, có biết lý do tại sao không? Học cái này chưa? Không phải, mà là mình có biết tại sao mình lại không để viết cái so sánh biểu thức là bằng bằng chu mà lại biết để như này không?
để luôn như này không? Đây nhá, có biết thứ nhất là cái IN biết là cái gì chưa? Nó là check cái có phải là số hay không, được chưa? Thì có phải là nó sẽ trả về đây, nhìn cái kết quả nó trả về thử thế này. Nếu mà là số thì nó phải trả về là full không, đúng chưa? Ừ, còn không phải là số thì nó sẽ trả về là true, được chưa? Thì lý do tại sao ở đây mình không phải là do IN bằng bằng true mà lại viết tắt như thế này, có biết tại sao không? Ok, nhưng biết rồi, chấm than đánh gì chưa? Rồi, ví dụ như mình có một cái pha check như này bằng true, thì khi mà mình có số lock chấm than check, cái chấm than này có tác dụng là phủ định một giá trị, lấy giá trị ngược lại của giá trị ấy, thì nó có phải là ý ra là full không? Thế thôi, lấy giá trị ngược lại của cái biến mình cho trước giờ chấm than. Thế thôi, có câu hỏi gì không? Ok, thì còn quay lại cái tại sao mình lại không so sánh bằng bằng chu như này. Thì để cái này nó chỉ là một cái quy tắc viết tắt thôi, được chưa? Khi mà mình để như này, nó được hiểu là nó so sánh với là thứ nhất là có giá trị hay không, nó có thể hiểu là có giá trị hay không, hoặc là nó có thể hiểu là so sánh với bằng chu. Thế thôi, được chưa? Để như này nó vẫn hiểu là tương đương với thằng này nhá. Đây này, cái viết này nhá, nó sẽ giống như này, nhưng chẳng qua là nó viết tắt thôi, được bỏ, được chưa? Ừ, thì cái này hiểu là nó là so sánh là thứ nhất là có giá trị hoặc là so sánh với bằng chu, được chưa? Thế thôi, nên viết như nào được nhá, viết tắt như này hoặc là viết bằng chu rõ ràng ra cũng được, được chưa? Thứ hai là cách đặt tên API nhá, là ví dụ như nó bắt đầu bằng hai số như này, hai chữ như này nhá, thì người ta không biết theo kiểu gọi là lạc đà như này, mà là biết theo kiểu như này. Riêng đối với API là phải dấu chữ đằng trước, không biết theo kiểu lạc đà nhá. Có mấy kiểu, thứ nhất là viết kiểu lạc đà này, cái thứ hai là kiểu lạc đà tức là chữ đầu tiên viết thường, chữ cái thứ hai viết chữ thứ hai viết hoa. Cách thứ hai là viết như này. Cách thứ ba là viết kiểu tham số constant ấy, thì là viết hoa toàn bộ. Thế thôi. Đấy, có mấy kiểu viết như vậy. Qua về async await nha. Thứ nhất, async await nó đơn giản là nó giúp biến đổi code bất đồng bộ thành đồng bộ, được chưa? Chạy theo thứ tự. Thì ở đây ví dụ như mình có một cái bảng database như này, là để mình connect, rồi mình sẽ copy toàn bộ thằng này nhá. Quăng vào thằng này, user model vào đây, và bên thằng db connect này mình làm gì export bằng một good rồi mình sẽ vứt thằng một good. Nhớ là này, một good này khác với thằng một good ở trên nhá, tại vì một good này là mang theo connect rồi. Bấm vào thằng user model này, mình phải đi qua thằng một cút vào đúng không, và bằng đi qua .. xuộc model xuộc
vì con này chứ. Được chưa? Rồi lần này thì có gì thắc mắc không? Bỏ thằng này đi nhá. Được chưa? Và đây mình cần gì? Để viết tắt luôn thì mình không phải thao phải biến như này đâu. Mình export ra luôn thằng này này. Ơ phải thao một biến. Được chưa? Rồi tiếp theo là đến phần comment. Thứ nhất là trong cái thằng này không được chứa bất kỳ một thằng model nào nữa. Mình ignore ra được chưa? Put vào thằng comment. Vào đây. Trong đây thì mình vẫn phải cần sang thằng model. Copy hai thằng này vào. Đúng không? Put vào đây. Và mình sửa đây thành gì? Được chưa? Chỗ này thì cũng không cần nữa mà module chọn export luôn bằng rồi. Trước khi ấy thì mình sẽ tạo một bản ghi trước nhá. Tạo thì vẫn phải, tại vì lười thì được luôn thằng này nhá. Comment một đồ đây. Đưa về tạo API được chưa? Nhưng mà chuẩn ra thì phải là gọi postman những thứ cơ. Content đúng không? Content. Ví dụ như mình ở đây là, ở đây thì mình sẽ làm ngược lại một chút, đó là mình sẽ là tìm xem cái comment này nó có tồn tại hay không, rồi mình sẽ add vào cái user. Được chưa? Đúng không? Ừ, nó cũng như nhau thôi mà. Nhưng đây là mình làm ví dụ nhá. Tại vì trong trường hợp mình không bao giờ mình làm là kiểu tìm comment rồi add vào kiểu này đâu. Được chưa? Tức là mình lúc mình tạo comment phát, mình add luôn vào ID luôn. Được chưa? Nhưng đây là mình làm ví dụ để cho mọi người làm cái async await ấy. Nốt. Rồi đây đúng không? Rồi trong này thằng này rồi trong đây thì mình sẽ tạo luôn trong đây nhá, mình không tạo, có tạo API nữa không, có nên tạo API nữa không nhỉ? Cô tạo API đi cho nó như này đi. Rồi trong index. Rồi cách làm như sau. Đầu tiên là mình sẽ tìm kiếm cái comment này nó có tồn tại hay không đã. Được chưa? Cái thứ hai là nếu mà tài khoản, nếu mà comment tồn tại thì mình sẽ add vào thằng user. Được chưa? Thì có phải là, có phải là thằng, đúng rồi, thì có phải là thằng ở dưới nó bị phụ thuộc thằng trên không, đúng không? Thì cái này ấy, nếu mà mình cho hai cái tìm đồng thời thì nó sẽ bị xảy ra trường hợp là như này. Trường hợp nó chính là gen lòng gen này, được chưa? Thì để giải quyết vấn đề lên gen lòng gen, gen lòng gen, được chưa? Thì mình sẽ sinh ra một cái là async await để giải quyết vấn đề này, được chưa? Mà vẫn thực hiện được cái code vẫn đồng bộ, tức là cái code đồng bộ ấy, vẫn đồng bộ ấy, nó vẫn chạy theo thứ tự là vẫn đồng bộ, code thứ tự là đồng bộ, quên, sorry, được chưa?
Thì làm như sau, đầu tiên là mình phải cho thằng model vào đây. Cách đặt tên chưa đầu tiên vào. Vâng. Comment vào đầu đúng không? Ở đây mình kiểu chia sẻ nhé. Thì cách làm như sau. Thì mình sẽ tạo một cái API nhá. API như sau này. App get thứ nhất là mình vẫn có viết như này, request. Được chưa? Thứ nhất là thằng async await, nó là một bộ đi với nhau. Đã có await thì chắc chắn phải có async, mà có async thì chưa chắc đã có await. Thì tại vì anh có dùng await đâu, await nó chỉ là có await thì bắt buộc phải có async, nhưng có async chưa chắc anh dùng await, anh chả dùng gì đấy là cái mà anh không dùng await. Được chưa? Nhưng để sử dụng được await thì bắt buộc phải có async, thế thôi. Mà cái async này nó chỉ áp dụng đối với function. Được chưa? Thì áp dụng ở đây thì mình đơn giản là mình cho cái thứ nhất là để sử dụng await ấy, async await ấy, thì nó chỉ áp dụng trong một cái function gần nhất thôi. Là sao? Ví dụ ở đây là anh có một cái gọi là gì? Một cái function nữa bên trong đây chẳng hạn. Thì để dùng được await trong cái function này, anh phải đặt thằng async ở đây. Thì anh đặt, nếu mà đặt async ở đây nhá, mà anh muốn dùng await trong đây vẫn không được. Tức là bắt buộc nếu mà đại khái là thằng này nó sẽ sử dụng thằng async gần nhất, được chưa? Và trong cái function gần nhất, được chưa? Ừ, thì thằng await ở trong đây không sử dụng được, được chưa? Thế thôi. Không phải đồng bộ, mà là nếu mà em có hai cái function trở lên ấy thì cái async phải để ở function gần nhất, thì thằng await bên trong cái function đấy mới sử dụng được. Đúng rồi. Thế thôi. Rồi. Thế đây, mình sẽ tìm nhá. Và comment data đúng không? Bằng await. Chấm gì? Ai? Ví dụ như mình content này chẳng hạn. Thằng A được chưa? Mình fix cứng luôn nhá. Mình không truyền giá trị các thứ nữa. Rồi mình sẽ if đấy. Vì ở đây, mình đang mong muốn một kết quả thì mình dùng luôn file văn nhá. Được chưa? Mình cần nhiều hơn giá trị thì mình mới cùng file. Đúng không? Thì mình add luôn kiểu gì? Add luôn vào đây, ví dụ kiểu gì? Và ví dụ như là user, mình sẽ add nó vào nhá bằng cách user model chấm create, và trong model này mình thiếu một cái, comment này đi string, mình không có biết cái thứ nhá, mình đang chỉ ví dụ cho để về dựng mới sinh web thôi, bằng username. Bằng cái gì? Comment chấm xin chia đi chẳng hạn. Đúng chưa? Gì? Sao lại chơi mà ta? Sao
Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Rồi đây thì mình sẽ reset generation user nhé. Số không đúng không? Số không đây. Rồi chạy thử. Ôi lỗi. Có một đoạn chưa comment. Rồi đọc lỗi. Cách đọc lỗi nhá. Cách đọc lỗi của này này. Thứ nhất là nó sẽ báo lỗi ở dòng bao nhiêu. Đây, lỗi của nó ở dòng bao nhiêu này. Và stack syntax error tức là lỗi cú pháp. Được chưa? Còn nếu mà nó có một cái nữa là error cái gì, mình chơi error này thì nó báo lỗi của nó đây. Đây nó bảo là dòng hai token hai chấm cái gì đấy. Ở user router. Và user router. Dòng 4. Cách đọc lỗi nhá. Bỏ qua tất cả những cái file module, node module này. Node module này. Những cái nào bắt đầu bằng node module mình bỏ qua. Mình chỉ quan tâm đến những cái mà đường dẫn mà nó là cái file trong dự án của mình. Được chưa? Bắt lỗi. Chưa lưu. Mình chưa xếp. Lỗi lầm nhiều quá. App.io Postrouter. Đây. Tưởng là lỗi. Rồi xem thử nha. Rỗng. Tại sao rỗng? Tại sao rộng? Tôi biết mọi người tại sao rộng. Tôi đang bị thiếu quên này. Có phải thằng create cũng là trả về Gromit không? Tại vì nó trả về cái gì? Cái user này gì? Nó đang chạy trước thằng này ấy, nó đang chưa thực hiện lời hứa. Do vậy nó đang mảng rỗng. Đúng không? Thằng này mình phải đợi nó trả ra kết quả mới trả về cho người dùng. Thì vào trong màn đây. Xin thử. Xong. Thắc mắc gì không? Có. Vừa nãy là em nó đang là Bromit đúng không? Bromit là gì? Là nó có một cái lời hứa thì trả về một cái kết quả gì đấy đúng không? Thì ở đây vừa nãy là em chưa biến đổi, chưa có chấm gen để thực hiện lời hứa đấy. Đúng chưa? Thì nó trả về bằng rỗng. Object rỗng. Còn await là gì? Nó khác gì cái chấm gen, không khác gì cái chấm gen đúng không? Được chưa? Thế thôi. Có gì thắc mắc không? Rồi, async await này thì mọi người sẽ thấy đây. Mình vừa làm đây này. Mình vào dòng chữ đây. Thì thay vì mình phải dùng chấm gen, lồng chấm gen như này. Thì nó sẽ được thành vẫn là thực hiện bromit, vẫn là đợi một cái kết quả nào đấy. Nhưng nó được ghi một cái là cung cấp. Được chưa? Có hỏi gì không? Còn cái cục vinh ấy, vừa nãy tại sao ở đây lại là comment.id như này? Tại vì thứ nhất là comment data nó là một cái object mà chưa cái giá trị là ship.id. Thì em đơn giản là em chấm ship.id này thì lại giá trị được của này thôi. Rồi, nhưng một cái lưu ý khi mà mọi người sử dụng thằng async await này đó chính là không có thằng nào bắt lỗi. Thì để bắt lỗi, người ta sẽ dùng một cái gọi là try catch.
try catch để báo lỗi nhé. Thì try catch nó là cái gì? Thì thứ nhất là khi mà mọi người gặp một cái câu lệnh thì nó sẽ là luôn luôn chạy vào try trước, được chưa? Nó sẽ thực hiện try. Nếu mà trong try đến dòng nào nó mà bị gặp lỗi, nó sẽ nhảy vào chấm kết, hiểu không? Được chưa? Ví dụ ở đây nhá, mình sẽ con số lóc euro, được chưa? Ở đây mình sẽ cố tình là viết sai cái biến comment này, được chưa? Không có biến này đúng không? Thì xem nó vào lỗi không nhá. Chạy này, cô xuống lóc thấy cái euro của mình không? Thì nó phải nhảy luôn vào chấm kết không? Thì cái này tương đương với cái gen chấm gen ở chấm kết, giống như mọi người dùng Chromium mình chấm gen ấy, rồi chấm kết ấy, được chưa? Thì cho cái này dùng để bắt lỗi thế thôi. Đặt con số lóc thôi. Hoặc đi bớt. Nhưng mà từ dòng try nhé, sẽ đến dòng số 2 rồi. Ừ. Do là giá trị là 1 thì đúng, không thì sai. Nếu kết quả là 0 thì chạy về bằng cách cách xong rồi đi được. Sao? Quay từ từ từ. Nhảy chạy dòng số 12 đúng không? Ừ. Chạy xong rồi. Nó chạy đúng hết. Ừ. Toàn bộ code chạy từ dòng số ấy. Nên muốn chạy dòng số 2 để bảo lỗi luôn, chạy bằng cách luôn. Nhảy được. Đến dòng này, đến dòng hết 12. Em muốn nhảy vào lỗi luôn. Tức là nó không liên quan gì đến cú pháp đúng không? Thì có một cái gọi là true. True này nó sẽ bắn về lỗi luôn. Bắn vào lỗi thì nó sẽ nhảy vào, lập tức nhảy vào kết luôn. Ví dụ true, true này. Thì sau true thì không dừng thực hiện câu lệnh nữa. Nó giống return. Thì true là bắn ra lỗi, bắn ra một cái quả lỗi. Được chưa? Bắn luôn vào kết luôn. Nếu mà lỗi email ấy, nếu mà email ấy thì em có thể trả về red transaction luôn. Còn nếu mà tự em EIN làm em muốn trả lập tức bắn ra lỗi luôn ấy. À cái luôn. Lỗi logic thì mình phải xem thôi mà. Còn cái này anh đang muốn là em có lỗi một phát thì em sẽ trả lập tức trả về lỗi luôn. Thì dùng true. Được chưa? True là lập tức trả về lỗi luôn và dừng luôn chương trình. Nó giống return ý. Nhưng cái này là nó sẽ là trả về lỗi, bắn ra lỗi. Cái này được áp dụng khi mà mọi người thực hiện service ấy. Được chưa? Mà mọi người email của service ấy. Là cái message thôi. Nó chạy thử nhá. Đấy. Nó chỉ là cái message thôi mà. Mình đặt message gì cũng được. Nếu mà mình, ví dụ như anh mà ví dụ như một bản ra lỗi luôn thì anh cho cái biến euro nếu mà anh dùng email. Được chưa? Còn nếu mà ở đây thì em bán ra cái string là lỗi rồi. Lỗi rồi này. Xong. Dùng true. Đặt vào server. Đấy. Được chưa? Thì nó rất tức nhảy vào kết luôn. Rồi thứ nhất. Một cái lưu ý khi mọi người dùng async. Quên. Đó là. Khi mọi người dùng async. Rồi function. Rồi như này. Rồi return. Một cái gì đấy. Số A chẳng hạn. Một cái biến A chẳng hạn. Được chưa? Thì mọi người return ra cái thằng return này này. Nếu mà trong cái thứ nhất nhá, nếu mà return ở trong cái function async như này thì cái kết quả trả mình, kết quả của mình trả về nó là dưới dạng promise. Được chưa? Thì thôi, để lưu ý về dùng async await. Được chưa? Nó cũng không có gì khó đâu, nó chỉ là đơn giản là chạy chấm gen thôi, chấm gen thôi. Mọi người có câu hỏi gì không?
Còn anh em nào chưa sử dụng quên chấm gen thì thôi, tốt nhất là dùng chấm gen đi đã nhá. Không cần phải dùng async await đâu. Thứ nhất là dùng async await, tại vì dùng async await ấy nó bị một cái nhược điểm, nó gì? Chính xác. Thì nó vẫn, ví dụ là thằng comment này nó chả liên quan gì đến thằng user cả, đúng không? Nhưng nó vẫn bắt thằng user đợi, đúng chưa? Vì nó là một code đồng bộ mà. Đồng bộ thì có phải thằng khác chạy xong, thằng trước chạy xong, thằng sau mới thực hiện không? Đấy là ví dụ, nó không liên quan. Ví dụ cái thằng comment data này với thằng user này nó không liên quan gì đến nhau cả, nhưng nó vẫn bắt thằng user đợi thằng này thực hiện xong thì nó mới được thực hiện. Do vậy nó sẽ làm chậm chương trình. Thì để chương trình nó không bị chậm ấy thì anh em làm như sau này. Thì để tối ưu nó là kiểu như trong trường hợp đây là trường hợp là nó thằng trên trả về kết quả cho thằng dưới. Còn trong trường hợp mà nó không, hai thằng nó độc lập với nhau thì mình sẽ không cho thằng await luôn ở đây. Mình sẽ đặt tên là, đây là process sync, tức là quá trình đang thực hiện. Còn thằng này là cũng là process này. Khi nào mình cần kết quả trả về thì ví dụ như mình muốn comment data ở đây thì mình mới thằng await cái thằng đang chạy đây. Thì lúc này thằng phải giờ bằng await. Nghe rồi chưa? Thì có phải là hai thằng đều vẫn đang chạy ngầm không? Thì lúc nào mình await tức là nó sẽ thực hiện lời hứa trả về cho mình một kết quả. Thì nó sẽ là kiểu như set timeout nó chạy ngầm ấy, thì lúc gọi phát thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Được chưa? Trong trường hợp hai thằng không phụ thuộc vào nhau nhé, phụ thuộc vào nhau thì bắt buộc phải await luôn, không phụ thuộc vào nhau thì cho nó chạy trước đã.